Chào mừng anh chị đã đến với kênh nhà đầu tư tài chính tự do trên YouTube nhằm để hỗ trợ anh chị mình về những kiến thức đầu tư, đưa ra những nhận định về thị trường về những mã cổ phiếu nhằm giúp anh chị mình đầu tư tốt hơn. thì như thường lệ thì phiên ngày hôm nay là phiên hướng thứ ba, thì em xin làm một cái video để đánh giá lại về thị trường cũng như là về những cái mã cổ phiếu chúng ta có thể quan tâm trong phiên ngày mai cũng như là những phiên sắp tới. thì anh chị đã xem video thì anh chị cứ bấm vào video thì ở phần phía dưới mô tả này thì em có để một cái đường link zalo thì link zalo này là link tham gia cái room nhà đầu tư tài chính tự do cơ sở hai thì bởi vì room đầu tiên thì nó cũng đã gần đây rồi thì room này là room mà cũng đã được rất là nhiều anh chị mình quan tâm và tham gia thì hiện tại room đang có khoảng là là gần 200 trăm người với có đội ngũ admin tư vấn liên tục trong phiên thì đây là một cái room mà em mong muốn là để hình để hình thành để có thể hỗ trợ anh chị mình trực tiếp trong phiên cũng như là đưa ra những cái đánh giá những cái nhận định về thị trường để anh chị mình có thể có thêm những góc nhìn và chúng ta cùng nhau chia sẻ trao đổi những cái nhận định của mình về thị trường cũng như là về những cái mặt cổ phiếu đó và anh chị nào mà mong muốn là gì À, mở tài khoản vào VIP để tham gia cái room khách hàng của em à, để nhận khuyến nghị trong phiên cũng như là những cái đánh giá những cái phân tích về thị trường à, trực tiếp với em hỗ trợ thì anh chị cứ bấm vào cái đường link ở đây à, đây là một cái form Google à, bấm vào đây thì anh chị sẽ điền thông tin của mình vào để mở tài khoản VPS miễn phí à, thì hiện tại là VPS tỷ suất margin đang khoảng là 6,8% à, kèm với nếu mà anh chị không dùng machine thì đang miễn phí giao dịch à, tới hết năm nay à, thì đó là những cái chính sách hiện tại đang rất ưu đãi dành cho nhà tư và phí giao dịch cũng rất là thấp à, có thể là thấp nhất so với thị trường hiện tại. À thì đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đi qua một tí thì em sẽ bắt đầu phân tích về thị trường thì ngày phiên ngày hôm nay thị trường đóng cửa mức là 944 điểm là tiếp tục một phiên nữa như anh chị nói nếu anh chị nào xem cái cái video của em ngày hôm qua thì cái video ngày hôm qua em có để một cái tựa đề là giữ giá quanh vùng giá là 945 thì trong thực tế là phiên ngày hôm nay tiếp tục là một phiên mà thị trường giữ giá quanh 945 và đóng cửa là ở mức là 944,42 điểm, đó. À, mà trong phiên có những thời điểm nó đánh chạm về những cái vùng giá phía dưới là 937 điểm và em cũng có nói là gì, là cái vùng 937 điểm này chính là một cái vùng hỗ trợ Fibonacci à, thoái à, mở rộng 61,8%. À, ngày hôm trước em có nói, à, cái vấn đề xe quanh ở đây là à, là thị trường đang nằm trong cái vùng biên đó là 937 và 945 điểm và em kỳ vọng là thị trường sẽ giữ giá được trong cái vùng này à, thì đó là cái điều tích cực của thị trường à, trong trong thời điểm sắp tới nếu mà thị trường có thể giữ được phiên ngày hôm nay thì đánh giá về dòng tiền thì có thể nói là tiếp tục những cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng đang cho những mức tăng điểm rất là tốt và hầu như trong một cái giai đoạn dài như thế Techcombank, MBBank, HDBank, ACB, hay là gì Bank, STB đa phần những cái mã cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay đều tăng điểm rất là tốt và cho thấy cái vai trò dẫn dắt thị trường của mình mặc dù trong phiên thị trường có những thời điểm thị trường giảm giá À, rơi về những cái vùng giá phía dưới, quanh vùng giá là 937 điểm à, Tuy nhiên là cuối phiên à, đã có một cái lực cầu rất tốt bắt vào à, và kéo lên à, Thì em cũng đã đưa ra những cái nhận định này về trong room à, cho anh chị mình Vậy cũng nói là hiện tại là ở cái vùng đó, à, lực lon phát sinh rất là mạnh à, Lực lon phát sinh mạnh thì cũng cho thấy là một cái lực lượng long à, Và chủ yếu là gì? À, dù là thị trường giảm điểm <laughs> Dù là thị trường giảm điểm, tuy nhiên mình vẫn có thể kỳ vọng tiếp tục là sẽ có một cái đợt sóng hồi Thì trong thực tế là cuối phiên đã có những cái dịp hồi về nhất định ha và tiêu điểm và hôm nay vẫn là Techcombank thôi thì Techcombank là một cổ phiếu mà mình đã phân tích khá là nhiều lần rồi và nó cũng nằm trong cái danh mục của mình từ những cái vùng giá phía trước đây là hôm nay có MaSan vẫn tiếp tục tăng điểm HBG HBG thì sau một cái giai đoạn mở gáp và chỉnh nhẹ lại thì hôm nay cũng đã tăng tăng được ở đâu đó gần 1,5% thì giảm điểm thì có những cổ phiếu như là Gas, Vinamilk, Sapeco thì đa phần là một số những cái mặt cổ phiếu mà mà thứ nhất là về dòng dầu khí gần đây thì đa phần đều giảm và những cái dòng mà À, đang trong những cái xu hướng tích lũy cho lại thôi à, và vốn hóa của nó khá là lớn thì nó chưa bước lên ngay được à, thì đó là về những cái mã cổ phiếu à, mà về tổng quan về thị trường trong vn30 ngày hôm nay à, về thanh khoản ngày hôm nay thì khoảng là 9.200 tỷ thì đây là cái mức cũng khá là lớn à, khá là lớn và tiêu điểm thì ngày hôm nay khối ngoại bán rồng lên tới một nghìn tỷ đồng một à, nghìn tỷ đồng anh chị có thể quan sát là ngày hôm nay à, về dòng tiền khối ngoại thì họ bán rồng lên tới là 942 tỷ đồng à, riêng ở sàn HOSE thôi à, và riêng cổ phiếu DIG thôi à, thì nó đã bị bán rồng là À, là 540 tỷ đồng à, thì đây là cái mức bán, bán rồng rất là lớn à, là Massa là cổ phiếu tiếp theo bán rồng đâu đó tầm gần 300 tỷ à, và một số những cổ phiếu còn lại như là VB Vinhome à, Vinamilk thì đa phần là một số những cổ phiếu trong VN30 và tiêu điểm thì có DG thôi à, là cổ phiếu bị chốt lời khá là nhiều à, mặc dù <laughs> mặc dù là không bị nằm trong VN30 tuy nhiên ngày hôm nay thì DG vẫn có mức tăng rất là tốt, tăng đâu đó gần hơn 4%, à, 4,5%. Thì rõ ràng là những cái áp lực bán này chỉ là gì? chỉ là những cái tác động nhất định thôi. tuy nhiên về giá cổ phiếu ngày hôm nay vẫn đóng cửa khá là tốt, đóng cửa khá là tốt thì có thể là một cái sự trao tay, một cái sự trao tay nào đó ở đây. Ở tự danh thì ngày hôm nay mua rồng, tự danh ngày hôm nay mua rồng là khoảng là là 40 tỷ, hơn 40 tỷ với VB, với Gas, với Vinhome hay là một số những cái mạng cổ phiếu mà tự danh mua rồng, mua rồng ha. Còn Techcombank, Vietcombank, HBG thì ngày hôm nay là tăng điểm. A, Techcombank ngày hôm nay tăng điểm có những thời điểm tăng lên tới gần 5%, phần trăm rồi cũng bị chốt lời về vào cuối phiên à, cuối phiên tăng được gần 4% phần trăm thôi à, tuy nhiên ngày hôm nay vẫn là một phiên tăng điểm rất là tốt ha à, phiên tăng điểm rất là tốt của nó vì công thì cũng đang giữ giá khá là tốt quanh cái vùng nền giá của mình à, thì cái dòng ngân hàng đã đục dịch rồi à, thì việc công cũng là một cổ phiếu mà có có thể kỳ vọng ở những cái gì phía sau à nhìn một tí về cái cái chứng khoán thế giới hiện tại thì phố uh, đang cho mức sang điểm khá là tốt uh, khi mà Dow Jones đang tăng xanh ở đó gần là hơn 150 trăm năm điểm uh, Nasdaq cũng xanh uh, gần 100 điểm và 75 điểm tăng đâu đó tầm 0,6% phần uh, trăm thì nhìn chung là hiện tại là chứng khoán Mỹ cũng như chứng khoán Châu Âu đang duy trì cái mức sang điểm thôi uh, nhưng mà có thể nói là uh, đầu phiên ngày hôm nay thì trường giảm điểm cũng có những lý do của nó uh, những lý do tác động tích cực uh, những tác động tiêu cực đến từ cái việc mà ngày hôm qua phố uh, Wall giảm điểm À, ngày hôm qua đã cho đóng cửa mức là giảm 1,44% là tương ứng mức là giảm 400 điểm thì đó là một cái mức giảm rất là lớn à, cũng cho thấy là gì à, nhà đầu tư người ta vẫn là lo sợ à, lo sợ về gói kích thích kinh tế không được thông qua và như em đã nói rồi ở giai đoạn hiện tại thì cái động lực chính à, của thị trường Mỹ thì chủ yếu là xoay quanh gói kích thích kinh tế thôi à, cũng như là một số những cái vấn đề xoay quanh những câu chuyện vĩ mô như là về tỷ lệ thất nghiệp hay là về những cái à, chính sách lãi suất à, thì đó là những cái yếu tố tác động trực tiếp à, tới thị trường chứng khoán Mỹ hiện tại thôi chứ không không phải là à, xoay quanh nhiều câu chuyện. Đó nên chị lưu ý cho em là cái vấn đề là về bầu cử hay là về à, gói kích thích kinh tế là một vấn đề hết sức là quan trọng mà chúng ta có phải nên theo dõi bởi vì bản chất là à, nó sẽ không tác động trực tiếp à, tới thị trường Việt Nam à, tuy nhiên về lâu về dài à, những chiếc thắng đó là vẫn có ảnh hưởng và à, tâm lý nhà tư cũng sẽ bị tác động à, cũng sẽ bị tác động ha à, thì ngày hôm nay châu Âu tăng khá là tốt Châu Á thì Nikkei ngày hôm nay giảm nhẹ à, giảm nhẹ là 0,28% À, và Hàn Quốc thì cũng tăng à xanh, à xanh được 0.5% à, thì nhìn chung là ở châu Á thì không có quá nhiều biến động, còn ở Mỹ thì vẫn đang duy trì ở mức xanh điểm. À, thì cái việc mà à, lo ngại về hạn chót của gói kích tế làm cho phố Wall à, lao dốc à, thì em đã nói rồi. À, chủ yếu là người ta đang lo sợ về cái gói kích tế này nó sẽ không được à, không được thông qua thôi. À, và những cái vấn đề xoay quanh câu chuyện Covid à, và hiện tại thì cái tình hình Covid ở Mỹ vẫn đang diễn biến hết sức là phức tạp và ở châu Âu thì đang tăng khoảng 97.000 ca mỗi ngày, tăng 44% so với tuần trước và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. do đó anh chị thấy là cái việc mà người ta lo lắng về nó vẫn là một cái điều hết sức là bình thường. Tâm lý chung của nhà đầu tư mà khi mà anh chị thấy là gì? À cái vấn đề dịch bệnh càng ngày càng phức tạp, các doanh nghiệp thì hầu như là bị ảnh hưởng khá là nhiều. Đặc biệt là những cái vấn đề xoay quanh chuyện cách ly và kích thích lại nền kinh tế. Nếu mà không có những gói kích thích từ chính phủ cũng như là từ Fed, những chính sách từ Fed thì rõ ràng là người ta vẫn nhìn thấy được rất nhiều cái lỗ hổng và nền kinh tế mỹ có thể là lao đao ngay à, nên tâm lý nhà tư hoảng loạn là hết sức là bình thường à, trong cái phiên ngày hôm qua à, thì người ta vẫn đang kỳ vọng tiếp tục à, xem cái thông tin là về gói cái sức tương tế này à, trong cái phiên ngày hôm nay tức là tối ngày hôm thứ ba và sáng ngày mai à, sẽ như thế nào à, nếu mà nó thông qua thì nó sẽ là một cái à, một cái đà một cái đà tăng à, kích thích loại nền kinh tế mỹ à, cũng là một cái à, sự kiện để có thể là giúp nền, nền chứng khoán mỹ tăng tốt hơn à, cũng như là tác động được tích cực à, tới tâm lý chung của nhà đầu tư chúng ta ở việt nam à một số những thông tin xoay quanh những câu chuyện như là về việc thủ tướng ngày hôm nay thì có những cuộc họp thì ông đã tuyên bố là tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay ước đạt là khoảng 2 tới 3% phần trong cái kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa thứ 14. thì nhìn chung là gì Việt Nam chúng ta là một trong những cái quốc gia mà cái câu chuyện này mình đã xoay quanh khá là nhiều lần về cái vấn đề GDP và mình đọc qua thôi lúc nãy đọc qua thì em chích cái bài báo là cho mọi người thôi thì vẫn đang rất là nhiều những cái tổ chức quốc tế cũng như là gì Ở trong nước ủng hộ cái việc tức là đưa ra những cái đánh giá những cái nhận định về tỷ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam và là một trong những nền kinh tế như là IMF uh, quỹ tiền tệ quốc tế thì có thể dự báo là gì uh, Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế đứng thứ tư ASEAN uh, vượt qua cả Malaysia và Singapore uh, thì nhìn chung là gì uh, rất là nhiều những cái tổ chức người ta đánh giá tích cực về Việt Nam trong năm nay yeah mặc dù là nó sẽ ảnh hưởng nhất định tới dịch Covid đã ảnh hưởng nhất định tới cái kế hoạch tăng trưởng năm năm chúng ta tuy nhiên nó cũng không phải là vấn đề quá lớn khi mà chúng ta nhìn thấy được chính phủ vẫn luôn luôn đưa ra những chính sách phù hợp và về cả dịch bệnh về cả kinh tế đều được đi song song với nhau mà không có gì được bỏ mặt trở lại À, thì đó là một trong những cái mà niềm tin rất là lớn đối với nhà đầu tư à, Khi mà người ta nhìn thấy được à, ở Việt Nam à, Người ta vẫn quan tâm rất nhiều tới thị trường chứng khoán à, Quan tâm nhiều tới các doanh nghiệp cũng như là quan tâm tới người dân à, Thì đó là cái điều mà em rất là à, Rất là An tâm khi mà đầu tư ở thị trường Việt Nam chúng ta à, Chúng ta cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch bệnh Đây à, à. là việc mà Thái tử Samsung là phó chủ tịch Samsung Đến Việt Nam à, Thì nhìn chung là cái việc mà Samsung có một cái trụ sở phát triển nghiên cứu ở Hà Nội thì cũng là cái thông tin khá lâu rồi. Thì ngày hôm qua thì phó chủ tịch Việt Nam, phó chủ tịch Samsung đã đến ghé thăm Việt Nam và quan sát tức là thỏa thuận về cái về cái Samsung R&D này, tức là trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Tây Hồ Hà Nội. <laughs> Ở Tây Hồ Tây Hà Nội Thì nhìn chung là đây cũng là một cái động thái cho thấy là Việt Nam đang là một trong những cái nơi Mà được Samsung nhắm tới trong cái sự chuyển dịch từ khi mà họ rút ra khỏi Trung Quốc Thì cái việc mà hàng lọt cái cuộc tháo lui chỉ trong một năm Tại Samsung thì người dân Huệ Châu Thì khi mà Samsung quyết định đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone Cuối cùng sau gần 3 thập kỷ hay là những cái vấn đề thị trường Trung Quốc đang cho thấy là cái lao động nó đang bắt đầu là, chi phí tăng lên và cũng như là căng thẳng à, bởi cuộc chiến thương mại mỹ trung cái giai đoạn vừa rồi à, thì à, rõ ràng là rất là nhiều những cái doanh nghiệp cũng như là rất là nhiều những cái nhà máy xí nghiệp à, của các công ty lớn trên thế giới bắt đầu chuyển dịch sang những cái nước quốc gia à, thứ nhất là gần à, gần đó và cái thứ hai là gì à, là có chi phí tức là chi phí lao động thấp cũng như là dồi dào tức là nguồn lực dồi dào thì việt nam là một điểm đến có thể nói là rất là hấp dẫn so với các à, các quốc gia khác và hiện tại thì cái dòng vốn fdi cũng như là đăng ký tại việt nam là đang là đứng à, rất là cao rất là cao so với các nước trong khu vực thì đó cũng là một cái động lượng tác động trực tiếp đến cái cổ phiếu trong nhóm ngành là bất động sản khu công nghiệp. nhìn chung cái giai đoạn vừa rồi thì bất động sản khu công nghiệp bị chốt lời khá là nhiều. Tuy nhiên nếu anh chị đánh giá về mặt trung và dài hạn thì có thể canh mua tích trữ cổ phiếu này với những cái vùng giá hấp dẫn phía dưới khi mà nó chạm về những cái vùng cân bằng của nó. rất là nhiều những cổ phiếu trong cái đợt vừa rồi có kết quả kinh doanh rất là tốt mặc dù dịch Covid và một ngân hàng đó chính là ngân hàng công ngân hàng Sài Gòn Bank là công bố là quý 3 ước tính là lợi nhuận đạt À, đây là cái ngân hàng nó đã thông báo về phía Việt là gì? À, cái kế hoạch đã vượt cả năm. À, sau 9 tháng đó là ngân hàng Sài Gòn Bank à, thì công bố báo cáo tài quý 3. À, ngân hàng ghi lợi nhuận trước thế đạt 52 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm 2019. À 9 tháng đầu năm thì tổng thu nhập của Sài Gòn Bank đạt đến 560 tỷ đồng, à, giảm 7,6% so với cùng kỳ. À, và tuy nhiên là gì? À, tuy nhiên là mặc dù là sụt giảm so với cùng kỳ nhưng mà lợi nhuận 9 tháng của ngân hàng đã vượt kế hoạch đặt ra cho cả năm. À, thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là tốt. À, nó tương tự như có SI tức là đợt rồi chúng ta nhìn thấy được rất là nhiều những doanh nghiệp mặc dù là bị khó khăn bởi dịch covid tuy nhiên à, nó vẫn có những cái góc độ à, tức là một số những nhóm ngành à, được hưởng lợi và họ vẫn tận dụng rất là tốt cái vấn đề đó à, và kết quả kinh doanh của họ đang phản ánh, phản ánh rất là tốt à, em nói ví dụ đơn giản như là chứng khoán thôi à, chứng khoán là một cái nhóm ngành mà chúng ta đã nói khá là nhiều lần và sau anh câu chuyện này là rõ ràng khi mà anh chị ở nhà đầu tư à, khi mà dịch bệnh thì đa phần anh chị tìm đến những cái kênh đầu tư khác mà chứng khoán là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn nhất ở thời điểm hiện tại. À, ở Việt Nam thì không có quá nhiều kênh đầu tư à, nếu mà ngoài bất động sản chứng khoán à, thì những kênh đầu tư khác như ngoại hối hay là à, hàng hóa thì nó không quá nhiều à, và nó không à, không phải là quen thuộc à, thì chứng khoán này là một kênh rất là tốt và à, những công ty chứng khoán khi mà à, nhiều nhà đầu tư mở mới tham gia à, khi mà dòng tiền đổ vào của F0 cũng như là F1 à, khi là gì à, tỷ lệ margin tăng cao à, thì rõ ràng cái lợi nhuận được cải thiện là một điều hết sức là bình thường à, và ngày hôm nay thì chứng khoán trong việc cũng báo, báo lãi là gấp quý 3 gấp 4 lần và đã vượt được 39% phần kế hoạch của năm 2020 nghìn hai thì trong việc trong cái, thời, cái, cái giai đoạn vừa qua thì cũng đã tăng đó, cũng đã tăng rất là tốt. thì cũng cho thấy là gì? cũng cho thấy là hầu như những cái doanh nghiệp này đang à, đang gọi là đang tận dụng rất là tốt cái nguồn lực của mình cũng như là để tận dụng để có thể là dù là covid nhưng mà họ vẫn vẫn vươn lên và có cái kế hoạch kinh doanh rất là tốt thì đó là những doanh nghiệp mà chúng ta nên đầu tư những con hào kinh tế những cái doanh nghiệp có những cái đặc điểm mà phù hợp với giai đoạn hiện tại đặc quyền hay là những cái vấn đề xoay quanh câu chuyện mà được hưởng lợi trực tiếp à, từ những cái chính sách, à, những cái gì, à, những tâm lý chung của nhà đầu tư à, khi mà đa phần nhà đầu tư đi tìm kiếm những cái đầu tư à, thì chứng khoán lại là một kênh mà rất là hấp dẫn à, so với phần còn lại bởi vì lãi suất đang duy trì ở mức rất là thấp và đâu đó tầm 4% thôi à, thì cái việc đầu tư chứng khoán lại là một cái việc mà cho thấy là à, nó nó sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn rất nhiều à, so với đầu tư à, so với việc là gửi tiết kiệm à, cũng như là những kênh khác à, ở Việt Nam thì nó không quá nổi trội về kênh trái phiếu chính phủ hay là kênh trái kênh trái phiếu doanh nghiệp. À, tuy nhiên thì đó cũng là một kênh mà cái lãi suất của nó không quá hấp dẫn so với nhà đầu tư. À. Nên thì thấy là những cái phiên gần đây chúng ta quan sát cái thanh khoản thị trường ở mức 9 nghìn, 10 nghìn tỷ, 8 nghìn tỷ là một cái điều là à, rất là quen thuộc. À, và những cái giai đoạn trước đó thì cũng có, à, tuy nhiên là gần đây thì hầu như liên tục. À, trong bốn năm phiên gần đây thì thanh khoản duy trì rất là cao và đặc biệt là dòng tiền vẫn giàu rất là đều và dòng tiền nó vẫn gia nhập vào những cái cổ phiếu blue chip đặc biệt là cổ phiếu những ngành ngân hàng rất là nhiều và người ta vẫn kỳ vọng rất là tốt về những cổ phiếu đó. À, thông qua những câu chuyện là khi mà cái nghị định của nhà nước được thông qua à, trong cái giai đoạn vừa rồi à, thì các ngân hàng sẽ được tăng vốn à, bằng việc chi cổ tức. Thì rất là nhiều ngân hàng trong cái giai đoạn vừa rồi thì à, dựa vào những câu chuyện đó à, những cái tác động tích cực đó tới giá cổ phiếu, à, như là Techcombank, à, như là à, như là CTG hay là như là BID à, thì hay là tiền phong bay những cái giai đoạn sắp tới tb ha đó là những cái câu chuyện xoay quanh vị chi cổ tức là những câu chuyện về những cái vấn đề chuyển sang nó vẫn xoay quanh liên tục hàng ngày chúng ta và những cổ phiếu nó vẫn tăng vẫn tăng nếu mà chúng ta lựa chọn đúng cổ phiếu mạnh so với thị trường thì chúng ta sẽ không quá lo lắng không quá lo lắng ha thì đó là về thị trường cũng như là về những cái thông tin mà em muốn thông qua thì mình sẽ đánh giá một tí về các về các cái mã cổ phiếu mà ngày hôm qua mình đã phân tích thì hôm nay mình có bổ sung và loại bỏ một số cổ phiếu thì nhìn chung là gì À, đầu tiên là cổ phiếu BVH. À, thì bảo Việt ngày hôm nay là gì? À, ngày hôm nay có một phiên giảm điểm về vùng giá 52.9. À cái điều tích cực của phiên giảm điểm là sao? Thứ nhất là về cuối phiên đã có những cái sự rút chân lên. Và cái thứ hai là nó lắp được cái gáp hôm trước nó mở ra. À, quanh cái vùng giá là 53.1. một, à, quanh vùng giá là 53.1 và nó lắp gáp thành công và rút chân lên trở lại thì cũng cho thấy vùng này bảo Việt đang có lực cầu đỡ rất là tốt. Và à, thêm một cái vấn đề nữa là dòng tiền ở vùng này tức là ở những cái biên phía sau này à, dù là những cái nhịp bước phá lên và hàng t 3 về à, nhưng mà thanh khoản vẫn duy trì ở mức rất là thấp à, thanh khoản duy trì ở mức thấp à, và bảo vệ nó cũng đã vượt lên trên được cái kênh tích lũy phía dưới của nó à, trong một cái giai đoạn dài thì theo à, nó tương tự con bnc anh chị nhìn à, tức là sau một cái giai đoạn tích lũy dài của nó hay là dcm thì à, nó có những cái nhịp rũ bỏ ở đây à, những cái nhịp mà khi thị trường rơi sau à, thì những cái nhịp là những cái nhịp rũ bỏ những nhà tôi nhỏ lại yếu ớt ra à, thị trường bước vào những cái vùng quá mua nè thì sau đó gì? À, có tín hiệu hồi phục trở lại. Và cái phiên ngày hôm 12 tháng 10 là một phiên cho thấy dòng tiền tham gia rất là tốt khi mà đến 3,9 triệu cổ phiếu ở à, đâu đó gấp là gấp 3 gấp 4 lần trung bình của 20 phiên. À, cho thấy là dòng tiền tham gia tốt và những cái biên phía sau này vẫn đang giữ lại. Và ngày hôm trước thì em vẫn lo ngại về cái gap đó thì phía ngày hôm nay cũng đã lắp gáp trở lại thì kỳ vọng những phía sau BVH vẫn còn có thể tăng được tiếp nếu anh chị nào chưa có hàng thì có thể là canh thăm dò rải dần qua những cái vùng giá 53 mươi ba ở đây để lấy giá trung bình tốt nhất khi nào mà nó thủng về những cái vùng phía dưới này quanh vùng giá là năm mươi năm chấm quanh vùng là năm mươi năm mươi hai năm thì anh chị cắt cho em anh chị cắt ra khi mà nó thủng xuống đây thì mình nó rồi mình cảnh giác cắt còn phía trên năm mươi ba bốn mà nếu mà có hàng thì vẫn gom được thì vẫn gom được thì kỳ vọng tiếp theo có thể là vùng kháng cự quanh vùng giá là năm mươi tám năm mươi tám tám ở đây .8 Những vùng kháng cự phía trên là 58.8 và 59 Và xa hơn nữa thì có thể là lên lại những vùng phía trên này quanh 64, 63, 64 Nhưng mà đó sẽ tùy vào động lượng và tùy vào cung cầu của các vùng kháng cự Thì tạm thời thì mình có thể nói là cái kỳ vọng chúng ta là ngắn hạn là tới vùng 58.8, 59 Tiếp theo là cổ phía BNJ, thì BNJ là phiên ngày hôm nay là phiên T2 À, của phiên bứt phá à, kèm khối lượng tốt này. À, thì nhìn chung là BNJ cái vùng ngày hôm trước đó thì cũng cho thấy là có những cái lực cung nhất định khi mà cuối phiên nó không sẽ đóng cửa cao nhất ngày à, và vẫn có những cái đu đớn phía trên kèm khối lượng cao. À, tuy nhiên nếu vùng biên phía sau này rõ ràng chúng ta thấy được là à, sau khi nó vượt thoát lên trên được cái biên tích lũy trước đó, à, nó tương tự con cổ phiếu BH lúc nãy á. chị nhìn nè, à, những cái vùng biên phía dưới này à, khi mà nó tích lũy một giai đoạn dài có những cái nhịp độ bỏ xuống và kéo lên à, thì phiên ngày hôm à, 16 tháng 10 đã bứt phá đi lên. Thì cái phiên hai phiên gần đây là hai phiên đang rơi test lại, à, test lại cái ngưỡng hỗ trợ À, trước đó nó quanh vùng à, quanh cái vùng là 66.7 thì trong thực tế là phiên ngày hôm nay có những thời điểm nó rơi về vùng giá là 66.3 à, và rút chân lên trở lại à, thì vẫn cho thấy là vùng này có những cái lực cầu đỡ và phiên ngày mai là phiên T3 hàng về nếu phiên ngày mai BNC vẫn giữ giá tốt nằm ở phía trên 66.7 kèm khối lượng thấp thì có khả năng chúng ta vẫn có thể thăm dò được ở cái gì phía sau à, hệ đối với cổ phiếu BNC này và kỳ vọng của BNC có thể là tiến về những cái vùng phía trên này quanh cái vùng gáp trước đó của nó là vùng 78.4 78.5 à, thì đó là với cổ phiếu BNC À, tiếp theo là GVR thì GVR sau một cái phiên ngày hôm qua đã bứt phá tốt thì phiên ngày hôm nay đầu phiên có những cái thời điểm tăng lên à, tuy nhiên là cuối phiên cũng bị chốt ngược trở lại thì GVR đoạn này nên chỉ là có hàng thì vẫn tiếp tục theo dõi tiếp cho em thôi à, cũng không phải là quá tiêu cực à, tuy nhiên là mua mới thì nên chờ thêm cho em tầm hai phiên tới nữa để xem phiên T3 hàng về cái phiên bứt phá này như thế nào à, phiên ngày hôm qua thì là phiên tăng rất là tốt tăng đâu đó tầm hơn 6% với khối lượng ở mức là 6,2 triệu cổ thì cũng là một cái mức tăng cao so với trung bình 20 phiên rồi à, thì đoạn này chúng ta quan sát xem là tầm hai phiên tới nữa à, cái lực cầu ở những cái vùng này thế nào à, xem là cáp lực chốt lời nó quá lớn hay không? À, thì chúng ta có thể cân nhắc tham gia. À, Techcombank thì đoạn này vẫn khá là tốt. À phiên ngày hôm nay thì như hôm qua phân tích rồi. À phiên ngày hôm à, hôm, hôm qua á, là phiên T3 hàng về tuy nhiên 48 triệu cổ này không có những động thái chốt lời nhất định và phiên ngày hôm nay trong thực tế thì đã tăng tiếp. À, Techcombank đã duy trì tăng tiếp và có những thời điểm nó chạm đến vùng giá là 24.15 à, và cuối phiên thì bị chốt ngược một tí về vùng giá là 23.9. Tuy nhiên vùng này Techcombank vẫn cho những lực cầu rất là tốt và chúng ta vẫn kỳ vọng ở những nhịp phía sau. À widehat vẫn còn có thể tăng được và kháng cự hiện tại của Techcom là ngày hôm nay khi mà chạm về kháng cự vùng giá là 24 á thì bị chốt lời. Tức là có cái được lực chốt lời. Tuy nhiên có thể nếu mà động lượng vùng này duy trì tốt và chúng ta không thấy những dấu hiệu phân phối thì khả năng cao Techcom có thể về test lại định cũ quanh vùng giá là 25.5. Thì đó là cái kỳ vọng ngắn hạn của em cho Techcombank phiên ngày hôm nay thì vẫn duy trì tăng tăng tốt tức là đầu phiên thì có những cái thời điểm tăng tuy nhiên cuối phiên trong đó, trong phiên thì cũng có giai đoạn giảm về đâu đó tầm còn có tăng hai phần trăm nhưng mà cuối phiên thì khi mà lực cầu bắt vào tốt à, khi mà thị trường hồi phục trở lại thì Techcombank cũng đã là một trong những hồi, hồi phục rất là tốt nếu chị nào quay sát phiên lúc sáng thì Techcombank giữ giá giữ giá xanh mặc dù là thị trường vẫn chỉnh thì cũng cho thấy là Techcombank là một mã mà đang rất là mạnh so với thị trường ở giai đoạn này À, tiếp theo là liên việt thì liên việt là phiên ngày hôm nay là phiên t ba hàng về của phiên mà à, bứt phá đi lên khi mà có những thông tin về cái lợi nhuận kinh doanh qua à, kinh doanh của nó cũng như là thông tin chuyển sang à, vào phiên ngày hôm 15 tháng 10 à, tuy nhiên phiên ngày hôm nay thì đóng phiên ở phía trên 12.4 cũng là một cái dấu hiệu khá là tích cực à, khi mà thị trường vẫn cho thấy là ở vùng này à, vẫn có những cái lực cầu đỡ và với thanh khoản vẫn duy, duy trì ở mức thấp thì cho thấy là nó vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều. À, nhưng mà rõ ràng là phiên ngày hôm 15 tháng 10 cho thấy là ở phía trên liên Việt còn một lực cung rất là mạnh. À, khi mà đưa đến phía trên được tạo ra kèm khối lượng cao thì cho thấy là cái lực cầu dù và mạnh mẽ nhưng mà vẫn không thể nào mà áp áp đảo được lực cung. À, về cuối phiên vẫn phải chấp nhận đóng cửa ở mức là chỉ tăng đâu đó tầm 5% tức là trong thực tế nó có thể là tiến về những cái vùng giá là quanh 13. À, nhưng mà đóng cửa chỉ ở mức là 12.5 thôi. À, nên chỉ có thể quan sát tiếp cho em là nếu mà ngày mai à, liên Việt vẫn giữ giá trên 12.4 thì khả năng vẫn còn những cái nhịp chạy. À, vùng này thì mình nhìn cái dòng tiền nó vẫn có nhưng mà cái điểm mua đẹp nhất của nó là phải lên chờ vượt 13. À, nếu liên việc vượt được 13 chính là những cái vùng cung trước của nó. Ở đây, mình vẽ cái đường vùng cung trước ở đây. và tại sao mình gọi là vùng cung trước của nó? Tức là khi mà ngày hôm trước cái cây nến dài này à, tăng lên rất là tốt, à, có thành quại. Tuy nhiên mà khi chạm về 13 thì bị áp lực chốt lại ngay. Thì đó đang cho thấy là 13 có một cái lực cung nhất định thì mình chờ xem nếu vượt lên 13 chúng ta có thể cân nhắc tham gia với cổ phiếu này. À, ngày hôm nay thì liên việc cũng ra những cái thông tin về việc mà chào sàn rồi. Và ngày hôm ba là ngày sẽ dừng giao dịch. À, áp cơn và giá liên việt sẽ bằng giá trung bình 20 phiên À, 20 phiên gần nhất của nó à, khi mà nó chào sàn xe à, thì chị nó lưu ý cho em ha. 20 phiên gần nhất à, thì có thể là 20 phiên gần nhất của nó cái giá trung bình của nó chắc chắn sẽ không được như thời điểm hiện tại. À, nên chị lưu ý những cổ, những anh chị nào đang nắm giữ. À, nhưng mà thường thì khi lên sàn thì cổ phiếu sẽ có một cái nhịp tăng tốt, à, sẽ có cái nhịp tăng khá là tốt. À, thì mình chờ xem giai đoạn như thế nào. À, nhưng mà sẽ, à, tức là cái việc này thì nó cũng tùy thôi. Tùy mã sẽ có những mã lên sàn nhưng mà vẫn rất là chuyển sàn. Từ sàn này sang sàn khác nhưng mà vẫn không thể tăng được tức là vẫn vẫn bị đạp à, nên chị lưu ý cho em anh nhìn chung liên vị thì khá là ổn khi mà dòng tiền vùng này vẫn duy trì tốt và người ta vẫn chưa có xu hướng là bán ra à, xu hướng bán ra quá nhiều à, tiền phong thì đoạn này vẫn nhìn chung là phiên ngày hôm nay tiền phong đã có những cái dự những những, những cái dự định trong trong phiên là có những thời điểm chạm vào những cái vùng 25.9 luôn chín à, luôn khi mà à, tiền phong ở giai đoạn này vẫn giữ giá khá là tốt à, sau một cái sau một cái xu thế tăng và thanh khoản cải thiện rõ rệt ở đầu tháng 9 à, thì trong thực tế thì phiên ngày hôm nay tiền thì... ATBing đã bị chốt ngược lại, bị chốt ngược lại và đóng cửa quanh vùng giá là 25.65. À thì cũng cho thấy là cái kháng cự quanh vùng 25.5 đã được vượt lên rồi. Tức là đã chính thức đóng cửa ở phía trên 25.5. À tuy nhiên cái lực cầu này vẫn chưa đủ mạnh mẽ để có thể là ATB bước lên trên. Thì thằng em mình vẫn chờ xem, mình vẫn quay sát được cho em. Nếu chị đã có hàng thì vẫn nắm giữ được. Nhưng mà mình quay sát xem là nếu mà ngày mai nó sẽ giữ được trên 25.5 hay không. Bởi vì 25.5 là một cái vùng có lực cung khá là tốt ở vùng này. Đó cung quá mạnh thì chúng ta phải chờ xem là nếu mà giữ được mốc trên 25.5 thì khả năng cao là vẫn có cầu đỡ và có cầu đỡ mà nâng dần giá lên tức là giá được nâng dần lên tương tự như cái vùng này anh chị thấy nào và tương tự như cái vùng phía dưới này khi mà làm nền xong rồi bước lên á thì sẽ có những cái vùng mà test lại thì sau khi test lại xong thì nó bật lên tiếp tức là có một cái nến rút chân lên thì cho thấy là là vùng đó rõ đang có cầu đỡ thì khi đó mình sẽ an tâm hơn khi mình đầu tư thì đoạn này TV nếu anh chị đã mua những vùng phía dưới này thì rõ ràng vẫn đang có lợi nhuận nhất định rồi vẫn đang có lãi ha À, CTR thì đoạn này ngày hôm nay giữ giá khá là tốt. À, ngày hôm nay vẫn giữ giá khá là tốt ở vùng đỉnh phía trên kèm khối lượng thấp. Thì nhìn chung CTR nếu anh chị có hàng thì vẫn nắm giữ được cho em, còn nếu anh chị nào muốn mua mới thì nên chờ thêm phiên ngày mai nữa. À, nếu phiên ngày mai vẫn giữ giá tốt thì khả năng cao chúng ta sẽ chờ vượt 74.5 chúng ta tham gia. Bởi à, vì 74.5 hiện tại vẫn là một cái vùng kháng cự khá là mạnh của cổ phiếu này. À, và cho thấy là à, tại đây vẫn chưa có những cái động à, động lực để vượt thoát lên trên. À. À, nhưng mà nhìn chung CTR đoạn này à, đang là nằm ở vùng đỉnh lịch sử của nó rồi thì mình cũng không phải là quá lo lắng đâu. À, và cái dòng tiền của cổ phiếu này vẫn đang duy trì khá là tốt. À, như em trước em phân tích khá là rõ về dòng tiền rồi à, ngày hôm qua mình cũng đánh giá về cổ phiếu này một lần rồi thì cả ba phiên tăng này đều cho thấy dòng tiền tham gia tốt và vẫn chưa có những dấu hiệu phân phối thì mình có thể chờ xem những giai đoạn phía sau này à, nếu mà có phân phối chúng ta mới cần mới cơ cấu đoạn ra dần thôi à, nhưng mà đoạn này CTR, CTR, vẫn đang cái thể hiện cái vai trò tăng điểm khá là tốt của mình fpt thì phiên ngày hôm nay là phiên test lại của phiên ta bước phá đi lên thôi. Ở nhìn chung anh chị hình dung khi mà một cái nhịp bước phá đi lên mà đặc biệt là khi nó break khỏi một cái kháng cự mạnh đó, thì nó buộc phải có những cái dấu hiệu test lại. bởi vì sao? bởi vì những cái nhịp test lại đó chính là tạo lập họ muốn test lại xem kiểm tra cái lực cung ở đó xem như thế nào. nếu mà lực cung vẫn duy trì tốt thì chúng ta có thể cân nhắc tham gia ở những nhịp phía sau. và đoạn này fpt đang nằm ở vùng để cơ sở của mình thì hầu như không còn kháng cự phía trên nữa. và ngày hôm qua nếu như mình dùng cái fibonacci thoái lui thì À, Fibonacci mở rộng thì à, kháng cự hiện tại của Techcom cơm của FPT đâu đó tầm quanh vùng 58 á. tám à, thì chúng ta có thể chờ xem là phiên ngày mai là phiên T3 hàng về của FPT nếu mà giữ giá được ở phía trên vùng giá là là 53 ba à, tức là vẫn giữ trên 53 thì khả năng cao là FPT sẽ vẫn còn những cái chạy phía sau khi mà nó vượt được vùng giá là 53.9 là 54 á. bốn à, thì đó là anh chị lưu ý về cổ phiếu này. À, 54 là cái vùng cung của FPT. À, tuy nhiên đoạn này thì FPT vẫn đang duy trì tốt và rõ ràng à, ở những cái vùng nền dưới này anh chị thấy là gì? À, những cây nến thế này chính là những cái nến cho chúng ta thấy được cái dấu hiệu là vẫn có lực cầu đỡ vào FPT. Đó. và chúng ta sẽ không quá lo lắng khi mình đầu tư những cái cổ phiếu này đó. đó này chúng ta có thể quan sát tiếp tục cho em ha và tiếp theo là viết viết ngày hôm nay thì vẫn đang giữ một cái giai trò là điều tiết chỉ số của mình thôi à, tức là cổ phiếu này vẫn tiếp tục là không bứt phá tức là không có những cái nhịp tăng điểm mạnh cũng như là giảm mạnh mặc dù là trong phiên có những thời điểm nó giảm xuống chủ yếu là gì à, chủ yếu là nó đè thị trường à, như em nói là những cổ phiếu mà mình tính điều tiết tí thị trường như là viết như là Vinhome hay là như là Vietcombank hay là Sabico nhưng mà cổ phiếu đó thông thường là cổ phiếu nó giảm trong phiên và kéo về cuối phiên à, thì nhìn là viết thị thường là cái tính chất điều tiết của nó khá là rõ rệt, tức là những thời điểm mà thị trường khó khăn nhất thì Vix sẽ xuất hiện. Và vậy bùng hóa nó quá lớn thì chỉ cần mà Vix nó tăng một cái tăng nhẹ thôi thì cũng giúp thị trường có thể giữ giá được ở mức mức, mức rất là tốt. Thì phiên ngày hôm nay thì Vix vẫn giữ giá, vẫn đang duy trì ở mức mức ở mức tăng là phần trăm Và trong phiên có những thời điểm nó chạm vào những vùng giá phía dưới của 58 mươi 95.8. Tuy nhiên cuối phiên cũng được kéo lại là 97.8 rồi. Thì cũng cho thấy là đoạn này là Vix cũng đang có lực cầu đỡ là vẫn đang có một cái thế lực giữ giá lại thôi. Một chắc là tạo lập họ ta làm họ vẫn này giữ giá lại để không để không để thị trường tăng quá mạnh cũng như là không để thị trường giảm quá sâu VCS tiếp theo là một cổ phiếu mà chúng ta có thể được quan sát ở những giai đoạn phía sau VCS là Vicostone là một cổ phiếu vật liệu xây dựng thì đoạn này v, VCS đang duy trì giá được ở phía trên cái vùng nền của nó là vùng hỗ trợ quanh vùng giá là 74.5 thì đoạn này khi mà ngày hôm trước à, VCS có một cái phiên bước phá đi lên kèm khối lượng cao là khoảng 1,5 triệu cổ phiếu thì chúng ta cũng thấy được là là rõ ràng có những cái được cầu đỡ khi mà nó mở gáp lên và lắp gáp lại ngay trong ngay trong cái phiên ngày hôm sau đó. đó trong thực tế là cái phiên lắp gáp là một cái phiên cho thấy dấu hiệu là là rõ ràng vùng này cái lực cầu bắt tốt à, bởi vì sao bởi vì lắp gáp lại chính là một cái việc mà để xem xem là về vùng đó cái lực cung nó bán ra có mạnh hay không và khi nó về đó đó anh chỉ thấy là dù cái lực cung bán ra mạnh hay yếu mà nó rút chân lên à, mà vậy thì rõ ràng cho thấy là có một cái lực cầu kê à, lực cầu kê bị động phía dưới để cho nó không bị à, không bị chốt lời và rơi quá sâu À, thì đoạn đó rõ ràng là VCS đang cái vai trò dẫn dắt khá là tốt và cái vai trò giữ giá của mình thì mặc dù là những vùng phía trên này vẫn có cho thấy lực cung à, vẫn cho thấy lực cung à, tuy nhiên khối lượng vùng này vẫn duy trì ở mức thấp à, thì chúng ta có thể cân nhắc xem xét ở à, ở những giai đoạn phía sau và có thể mua thăm dò à, và chúng ta nếu mà VCS thủng khỏi những cái vùng giá quanh 73.5 73 tới à, 73.5 -73 là những cái vùng hỗ trợ phía dưới của nó à, thì ta có thể cân nhắc chốt là à, cắt ra còn nếu mà gì à, thăm dò qua những vùng này mà nó giữ giá được thì giữ giá trên vùng 3, 7, 3 5 chúng ta vẫn có thể giữ được và chúng ta chờ nó vượt thoát. À, bước phá khỏi 80 chúng ta có thể mua gia tăng với cổ phiếu này. Ở dòng tiền bữa nay duy trì khá là tốt. tiếp theo là cổ phiếu Bit. Thì Bit ngày hôm nay thì là một phiên tăng điểm thôi. Tăng đó tăng nhẹ là 0.2% là tăng 0.09 điểm thôi. Thì nhìn chung là Bit ngày hôm nay giữ giá trên 42 thì khá là tốt. Thì em kỳ vọng thì Bit có thể là quay lại nền phía trên này 42 41 42 42.8 thì khi đó thì mình có thể tốt hơn à, tức là khi đó thì mình có thể à, giải ngân một cách an toàn hơn bởi vì bản chất là phiên ngày hôm nay là phiên T3 hàng về à, tuy nhiên biết vẫn à, phiên T4 hàng về à, tuy nhiên ngày hôm qua thì vẫn không cho thấy là những áp lực chốt lời và biết vẫn đang duy trì giá ở vùng nền phía trên à, thì và cái khối lượng ngày phiên hôm trước à, nó vào là tầm 7 triệu cổ và trong khi trung bình của 20 phiên thì đâu đó tầm 1,8 triệu cổ thôi à, thì cũng đâu đó gấp được 4 hay gấp 3 gấp 4 lần rồi cũng cho thấy là một cái dòng tiền vào rất là mạnh mẽ và biết là một cổ phiếu mà nó tương tự của CTG à, vẫn được kỳ vọng vào cái việc mà thông qua chi cổ tức để tăng vốn. À, thì thời đoạn này có thể là chờ biết quay về vùng nền phía trên đã à, vùng nền ở đây là vùng quanh 42.3 cho tới vùng giá là 42.8. À, nếu biết quay lại phía trên này thì chúng ta có thể cân nhắc tham gia à, thăm dò trước một đoạn và chờ vượt vùng giá là 43.5 à, chúng ta là à, gia tăng với cổ phiếu này à, và kỳ vọng nếu mà biết được vượt được 43.5 thì khả năng cao là à, sẽ test lại cái vùng à, gáp ở đây quanh vùng giá 45.6, à, 45.5, 45.6 đây ha. Ý cho em ở đó là cổ phiếu bit tiếp theo là cổ phiếu stb thì stb trong thực tế thì phiên ngày hôm nay đã có những cái nhịp tăng điểm khá là tốt khi mà à, trong phiên có những thời điểm chạm vào vùng giá là 14.4 à, tuy nhiên như em đã nói là ngày hôm trước là gì à, 14.4 là một cái vùng hỗ trợ hỗ trợ là kháng cự khá là mạnh của cổ phiếu và trong thực tế là dù là có những thời điểm đánh chạm lên nhưng mà vẫn chưa thể vượt qua được à, và vùng hỗ trợ của 13 1 cũng là một cái vùng phòng thủ của nó thì chỉ là nếu có hàng FSTB thì đoạn này quan sát cho em nếu mà không vượt lên trên được 14.4 à, trong vài phiên tới nữa à, và vẫn những cái phiên thế này và à, nó cứ à, um, tức là nó cứ biến động thế này khi là cứ mà khi bước lên thì chạm 4.4 bị chút người trở lại thì cũng cho thấy là à, rõ ràng rủi ro này là có à, nhưng mà ngày hôm nay STB giữ giá được trên 14.2 cũng là một cái điều khá là tích cực à, thì chúng ta có thể quan sát xem tiếp tục ở những cái nhịp phía sau và hỗ trợ hiện tại của STB là quanh vùng giá là 13.1 à, khi mà STB thủng 13.1 thì anh chị nên bắt đầu cách ra cho em à, không nên giữ đoạn này không nên gồng lỗ và chủ yếu là gì hay gồng lãi thôi thì lưu ý cho em là chỉ nên gồng lãi và hạn chế gồng lỗ ở DSG đất xanh thì phiên ngày hôm nay vẫn giữ giá khá là tốt và phiên ngày mai là phiên T3 hàng về của một phiên bước phá đi lên à, khi mà nó rồi bước phá khỏi kháng cự ở vùng giá là 11.7. 11 thì trong thực tế là phiên đó là phiên tăng à, được tăng trần à, với khối lượng là 13,6 triệu cổ phiếu là gấp đôi đó tầm gấp hơn gấp hai lần, hơn hai lần trung bình hai mươi phiên à, và những cái giai đoạn phía sau này đang giữ giá lại khá là tốt à, bởi hai cái nến xanh à, trong phiên có những thời điểm giảm, điểm xuống. À, tuy nhiên à, cuối phiên vẫn được kéo lên, à, vẫn được kéo lên với cái thanh khoản khá là thấp thì kỳ vọng phiên ngày mai nếu vẫn giữ giá được à, quanh cái vùng giá là 12 tới 12.3 à, với thanh khoản thấp thế này nữa thì khả năng cao là DSG sẽ còn những cái nhịp chạy nữa và bởi vì bản chất vùng này chúng ta nhìn thấy dòng tiền vẫn chưa rời khỏi cổ phiếu và kỳ vọng tiếp theo của DSG là quanh vùng giá là 12.9 13 à, và nó sẽ test lại cái vùng cái vùng kháng cự này một lần nữa à, khi mà nó vượt thoát lên trên À, nói, đối với cổ phiếu DSG, đất xanh, ACB thì đoạn này nên chờ cân bằng trở lại. ACB thì sau cái giai đoạn tăng nóng rồi thông qua những câu chuyện chuyển xài lên HOSE thì ACB cũng là một cổ phiếu mà rất là được quan tâm trong giai đoạn vừa rồi. À, bởi vì bản chất là khi ACB lên HOSE thì nó sẽ được vào cổ phiếu VN30, tức là nó sẽ được vào vào rổ VN30 và VN30 là một rổ mà cho thấy là dòng tiền tham gia rất là tốt, đặc biệt là những quỹ đầu tư cũng như là một số những cái danh à, thì ACB sẽ được thu hút được nhiều cái nguồn vốn hơn cũng như là nhiều nhà tư hơn thì cải thiện được cái thanh khoản của nó cũng như là dòng <laughs> cũng như là dòng tiền và cổ phiếu à, thì đâu này ACB anh chị có thể chờ cân bằng để có thể cân nhắc tham gia à, còn nếu mà chưa vội đâu bởi vì nó sau một cái giai đoạn tăng mạnh thế này à, cứ tăng dần dần dần, dần, dần dần, dần thế này thì nó cũng rất là khó và nó rất là khó chọn điểm vào và chúng ta nên chờ những cái vùng cân bằng tương tự thế này nè đó à, và kèm một khi bước phá đi lên thì ta có thể cân nhắc tham gia có thể cân nhắc tham gia khi mà có những cái vùng cân bằng như thế à, còn độ này thì nếu mà nó cứ dốc thẳng lên thì nó hơi khó một tí để chúng ta tham gia và nhìn chung thì ACB đối với em tiềm năng thì vẫn còn à, vẫn còn rất là cao à, đặc biệt là khi mà chuyển sang sơ thì nó cũng là một trong những cổ phiếu mà chúng ta hết sức quan tâm à, khi mà nó vào rổ VN30 ha à, công thì ngày hôm nay vẫn giữ giá khá là tốt và giữ giá được ở phía trên cái vùng à, vùng hỗ trợ trước đó là quanh vùng giá 86.5 thì trong thực tế trong phiên ngày hôm nay có những thời điểm nó giảm về vùng giá là 86.9 tuy nhiên là cuối phiên cũng được rút chân lên à, đóng cửa mức là 87.7 à, thì cũng là một cái tín hiệu khá là tốt mà nếu mà vì công vẫn duy trì được cái vùng giá quanh vùng giá là 86 86.9 quanh 87 cho tới vùng giá là 89 à, thì trong cái vùng bi tích lũy này nó đó tầm hai điểm à, thì khả năng cao về cái bay sẽ còn những nhịp chạy phía sau và kỳ vọng của em khi mà nó bứt phá được khỏi vùng 89 thì nó sẽ quay về test vùng đỉnh của nó đỉnh cổ của nó và vùng giá là 95 à, thì ngày hôm qua mình cũng nói rồi thì ngày hôm nay cũng giữ giá khá là tốt à, thì đó là kỳ vọng về cái bay hay là một cổ phiếu khác mà ngày hôm qua thì mình không có đề cập tới tuy nhiên là nó vẫn nằm trong danh mục của mình trong một cái giai đoạn sắp, trong cái giai đoạn vừa qua đó là TCM thì nhìn chung là gì mai thành công thì sau một cái giai đoạn giữ giá tốt so với thị trường nếu anh chị nào xem thì rõ ràng là ở những gì vừa rồi rất là nhiều những cổ phiếu mid cap rất là nhiều những cổ phiếu mid cap bị chốt rồi tuy nhiên mai thành công vẫn là một trong những cổ phiếu mà giữ giá tốt đặc biệt là có những cái phiên những cái như thế này là phiên ngày hôm 2 tháng 10 là một phiên cho thấy là dù những thời điểm có những thời điểm rơi đánh chạm về vùng giá là 22.2 à, tuy nhiên cú phiên vẫn được rút chân lên đóng cửa lại quanh vùng giá là 23 hay 3.5 và hình thành cái nền tích lũy của nó. À, sau cái giai đoạn rất là dài đó tầm là 10 phiên thì một cái giai đoạn tích điện đẹp như thế với khối lượng à, giảm dần. À, thì ngày hôm nay là một phiên bước phá tốt của nó, một phiên bước phá tốt của cổ phiếu này. Thì TCM nếu anh chị nào đã có hàng thì có thể là canh những vùng kháng cự phía trên của nó. À, thì kháng cự hiện tại của TCM là quanh vùng giá là 26.6. Ra đây, à quanh 26.6, 26.7 à, thì chị có thể lưu ý ha à, với cổ phiếu này thì chung là TCM là một cổ phiếu mà vẫn cho thấy những cái tiềm năng về trung hạn của nó khi mà hiệp định EVFTA càng khi mà nó, cái hiệu lực của nó càng dài và người ta vẫn thấy được hiện tại là rất là nhiều những cái chính sách của nó được hỗ trợ đặc biệt là về thuế má về thuế quan thì giai đoạn vừa rồi thì nó cũng đã tiết kiệm được đó là một tỷ USD đó là một tỷ đó, đó một cái lượng lớn tiền thuế thì ta có thể là cân nhắc với những cổ phiếu mà nhìn về tầm nhìn trung hạn nhìn về tầm nhìn trung hạn thì đó là một số những cổ phiếu mà mà anh chị có thể quan tâm cũng như là nhiều anh chị quan tâm hỏi em thì mình đánh giá sơ qua về dòng tiền cũng như là về phân thức kỹ thuật à, thì rất là vui đó là cảm ơn anh chị đã theo dõi video tới thời điểm này à, thì anh chị nào xem video có thể bấm like cũng như là subscribe để có thể động lực để tiếp tục duy trì những chuỗi video cũng như là những buổi live stream và tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Video thì em sẽ chia sẻ hàng ngày và anh chị có thể là comment phía dưới để em có thêm động lực để em làm những video tiếp theo. Anh chị nào muốn tham gia cái room Zalo thì anh chị có thể bấm cái đường link phía dưới đường mô tả video thì em sẽ add anh chị vào hoặc là anh chị có thể nhắn tin trực tiếp cho số Zalo của em là 0979705126. Thì cảm ơn anh chị đã theo dõi video tới thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Chúc anh chị một buổi tối tốt lành.